Xin chào các bạn đã quay trở lại với Techmark Việt Nam. Bphone 2017 thực sự xứng đáng là chiếc điện thoại tốt nhất từng được một hãng công nghệ tại Việt Nam sản xuất. Tuy nhiên thì những hạn chế về nhiều mặt như là năng lực sản xuất hàng loạt này, vấn đề chi phí linh kiện, chi phí phát triển, vân vân và vân vân đã khiến cho chiếc điện thoại này khó có thể có được một mức giá đẹp như mong muốn của nhiều người dùng chú ý đến Bphone 2017 cũng như là những tin đồn trước kia mà chúng ta đã từng biết. Việc đổ bộ vào một phân khúc giá khá khó tiếp cận là trên dưới 10 triệu đồng cũng khiến cho Bphone 2017 sẽ phải đối mặt trực tiếp với nhiều mẫu điện thoại cùng khoảng giá đến từ các thương hiệu di động lớn khác đang có mặt tại nước ta hiện nay. Tuy nhiên thì cơ hội dành cho đứa con cưng của BKV không phải là không có khi so sánh trực tiếp với những đối thủ cùng tầm giá. Và sau đây sẽ là tổng hợp của Techmark về 5 mẫu điện thoại mà Bphone 2017 sẽ phải đối đầu trực tiếp tại thị trường điện thoại chính hãng nước ta hiện nay, cũng như là so sánh một chút về ưu nhược điểm của mỗi máy khi so với Bphone. Đầu tiên chắc chắn đó là Samsung Galaxy A7 2017. Đây là mẫu điện thoại cận cao cấp cùng tầm giá và mang vị thế lớn nhất mà Bphone 2017 sẽ phải đối mặt. Samsung Galaxy A7 2017 được ra mắt tại nước ta vào đầu năm nay và đã nhanh chóng trở thành một trong những thiết bị cận cao cấp được đặt mua nhiều nhất trên các hệ thống bán lẻ của cả nước. Chiếc điện thoại này mang kiểu dáng khá đẹp cho cảm giác thiết kế cầm nắm tương tự như chiếc flagship Galaxy S7 đã ra mắt năm ngoái. Những ưu điểm của Galaxy A7 2017 so với Bphone 2017 có thể kể đến như là camera selfie siêu đẹp, độ phân giải cao hơn, khả năng chống nước cao cấp hơn, màn hình AMOLED rực rỡ hơn, pin lớn hơn, cùng jack tai nghe 3.5mm vẫn được giữ nguyên. Trong khi đó thì Bphone 2017 cũng có những lợi thế nhất định như là camera chính có chống rung quang học này, âm thanh được đầu tư nhiều hơn, các thông số còn lại của hai thiết bị không chênh lệch nhau nhiều như là hiệu năng này, cổng USB Type-C hay kết nối 4G, 2 SIM v.v. Samsung Galaxy A7 2017 hiện đang được bán chính hãng với giá gần 10 triệu đồng. Đứng thứ hai trong danh sách đó là Sony Xperia XA1 Ultra. Mẫu phablet tầm trung với màn hình kích thước lớn nhất hiện nay của Sony vừa mới được cập bến tại nước ta và ngay lập tức đã tạo nên một cơn sốt nhẹ với cộng đồng người dùng, nhất là các fan hâm mộ lâu năm của hãng điện tử Nhật Bản. Sony Xperia XA1 Ultra mang đến một thiết kế góc cạnh, nam tính, đem đến các bản sắc riêng thay vì thiết kế có phần trung tính như Bphone 2017. Về tính năng thì sao? Sony Xperia XA1 Ultra tỏ ra lấn lướt khá nhiều khi so với người đồng cấp đến từ BKV như là cụm camera chất lượng cao, được thừa hưởng về mặt thông số từ dòng flagship Xperia X ra mắt năm ngoái, camera selfie độ phân giải cao, màn hình kích thước lớn trong một bộ khung có cạnh viền hai bên siêu mỏng cánh. Hiệu năng thì nhỉnh hơn đôi chút nhờ bộ nhớ lớn hơn, nhưng Bphone 2017 cũng không phải dạng vừa đâu. Khi có dung lượng pin lớn hơn này, camera chính có chống rung quang học nhé, cùng hệ điều hành Android được cài sẵn mới hơn một chút. Xperia XA1 Ultra hiện có giá bán chính hãng khoảng gần 9 triệu đồng, tức là thấp hơn tới gần 1 triệu đồng khi so với Bphone 2017. Và chúng ta cũng không thể không kể đến Oppo F3 Plus Camera Phone. Dù là đối thủ cùng phân khúc với Samsung Galaxy A7 2017 hiện nay, nhưng có lẽ đây chính là chiếc điện thoại Android mà Bphone 2017 có thể cảm thấy dễ thở nhất khi phải đối đầu. Đơn giản bởi thiết bị này hiện đang có mức giá cao hơn hẳn so với mẫu điện thoại của BKV. Chiếc điện thoại của Oppo nhận được nhiều sự chú ý từ thị trường nhờ các chiến dịch marketing tiền tấn mà công ty Trung Quốc đã đổ ra nhằm thu hút người dùng nước ta. Khi so với Bphone thì Oppo F3 Plus có một số điểm mạnh đáng chú ý như là bộ nhớ lớn này, phần cứng với vi xử lý cao cấp hơn một chút xíu, giúp hiệu năng tổng thể cũng tốt hơn một chút xíu, camera kép ở mặt trước hỗ trợ chụp selfie góc rộng hoặc xá phông, pin cũng khá lớn. Tuy nhiên thì Bphone 2017 cũng không kém cạnh khi vẫn tồn tại những điểm cộng rõ ràng như là camera chính có chống rung quang học, âm thanh được đầu tư nhiều hơn, cổng USB Type-C thời thượng, hệ điều hành Android phiên bản mới nhất cùng mức giá rẻ hơn tới gần 1 triệu đồng. Hiện tại thì Oppo F3 Plus được bán chính hãng tại nước ta với mức giá khoảng 10,6 triệu đồng. Apple iPhone 6 Plus phiên bản 16GB cũng có mặt trong danh sách này. Chiếc phablet đầu tiên của Apple đã có tuổi đời lên tới 3 năm, nhưng dường như sức hút của nó vẫn còn khá lớn cho cộng đồng người dùng nước ta, ít nhất là trên mặt trận điện thoại chính hãng, vì nó vẫn được bày bán chính thức và được hỗ trợ kỹ thuật tận răng từ công ty Mỹ. Chính vì tuổi đời đã tương đối lâu rồi, nên về cơ bản thì chiếc điện thoại của BKV đã lấn lướt khá nhiều so với thiết bị của Apple về nhiều mặt như là phần cứng, camera, pin và bộ nhớ lớn hơn, vân vân. Và quan trọng nhất là mức giá rẻ hơn hẳn nhé. Tuy nhiên cần phải biết rằng không phải tự nhiên mà iPhone vẫn rất được tôn trọng trên thị trường. Kể cả với những model lão làng như là iPhone 6 Plus đi chăng nữa thì thiết bị của Apple vẫn có những điểm mạnh không cần phải bàn cãi, như là hệ sinh thái gần như là perfect, hoàn hảo luôn. Và nhất là logo táo mẻ không lẫn đi đâu được. Hiện tại thì mẫu iPhone 6 Plus 16GB đang được bán với giá gần 12 triệu đồng. Cao hơn khá nhiều đấy. Và cái tên đáng gờm nhất, Lenovo Moto Z2 Play.
Đây là chiếc điện thoại cận cao cấp mới nhất mà Motorola và Lenovo đem về nước ta gần đây. Z2 Play tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế module mà công ty tự hào gọi là Moto Mode, đem lại khả năng tùy biến rất cao và là điểm khác biệt so với hầu hết các mẫu điện thoại khác cùng phân khúc, và dĩ nhiên là ngay cả với B-Phone luôn. Thiết bị cũng mang đến độ mỏng khá đáng nể với kích thước chỉ 6mm mà thôi. Các thông số kỹ thuật của Moto Z2 Play cũng tỏ ra nhỉnh hơn B-Phone 2017 khá, như là vi xử lý Snapdragon 626 mới hơn này, bộ nhớ lớn hơn này, màn hình Super AMOLED rực rỡ, camera được đầu tư khá nhiều, tuy nhiên lại thiếu chống rung quang học như B-Phone. Có lẽ đây sẽ là đối thủ khó chịu nhất của B-Phone khi mà chiếc điện thoại của Motorola đem đến hầu như đầy đủ các đặc tính phần cứng tương tự thiết bị của BKV nhưng đã được nâng cấp lên một chút, kèm theo nhiều điểm nhấn tạo sự khác biệt rất tốt. Moto Z2 Play hiện đang được bán chính hãng tại nước ta với mức giá gần 11 triệu đồng. Và vừa rồi là tổng hợp của Techmag về 5 mẫu điện thoại cận cao cấp sẽ đối đầu trực tiếp với B-Phone 2017 vừa được ra mắt. Có thể thấy thì mỗi chiếc điện thoại trên đều mang đến ít nhiều điểm nhấn khác nhau và đều mang được những nét đặc trưng đại diện cho từng thương hiệu khác nhau mà BKV sẽ phải rất khó khăn để cạnh tranh lại được. Dĩ nhiên thì không phải vì thế mà chiếc điện thoại của ông Nguyễn Tử Quảng sẽ lép vế hơn các đối thủ, bởi khi so sánh một cách khách quan thì chiếc flagship của người Việt vẫn có những điểm cộng nhất định. Có lẽ thì chìa khóa của thành công của BKV sẽ phụ thuộc vào việc BKV có chịu chi cho quảng cáo đến mức nào, hoặc đúng hơn là B-Phone 2017 có thực sự làm hài lòng người dùng đúng như những gì mà công ty quảng cáo hay không. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời được câu hỏi này thôi. Còn các bạn trả lời không? Hãy bình luận vào bên dưới video nhé. Như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tổng hợp tiếp theo.